Rồi các bạn ơi, ngày nay mình bẫy được 4 con chim nha các bạn. Một con cò, một con quất, một con trần nghịch và một con mắt đỏ nha các bạn. Giờ mình với bạn mình đi đi kiếm chặt hai cái ống tre để mà làm một món. Nhưng mà các bạn có biết cái món gì không? Tí nữa mình làm các bạn sẽ biết nha các bạn. Ui. Cái đây. Cái nào? Cái đây. Để thêm lấy ba ống đó. Đây đâu kia vừa cắt. Đó, nữa. Đây các bạn. Quá đẹp luôn các bạn ơi. Một ống này các bạn. Chắc mình làm khoảng 3 ống là đủ nha các bạn. Thêm một ống nữa đi. Đây. Hết đi. Mình chưa xong mình hết này. Đâu có thả lên mình nổng trái mà thôi chứ. Trái mà mình lựa lựa cho mình để thôi. Đâu thả mình. Lựa ăn mình lấy đi. Con này cũng đang kéo đó. Quá tuyệt vời luôn. Tối này cắm trại luôn. Ở đây các bạn ơi, tối nay mấy anh em mình nhậu ngoài trời luôn nha các bạn. Hôm nay mình làm cái món nướng ống tre nha các bạn. Nay mấy anh em đốt củi cà phê lửa trên cao nguyên luôn đó. Ngọn lửa trên cao nguyên. Thôi giờ mình đem qua đó mình nấu lòng luôn. Đem đi làm luôn. Qua mình bắt mình nướng. Ta hãy coi lên là thôi đấy. Ông đứng bên kia nghe, bây giờ mà nó xảy ra là gượt đã luôn. Con này còn hả? Có hai con trong đó nữa đó. Ông bắt con đi. Con to nó bắt con đâu rồi đấy. Cũng vui. Đóng cửa bên kia lại chưa? Đâu rồi. Nhờ có mấy cái mùa này mình cũng vui nè. Nó sống vậy. Còn sống còn, giống như sống ra luôn. Trong đó hai con đó, con mắt đỏ với con đúng rồi, rành trống á. Con mắt đỏ chằng nghịch. Bỏ gắn rồi đêm mà. Ôi. Cái video đó úp lên ông coi ông cười là ông ruột luôn. Coi mà. Tao ra tao cười ông không giấu được, cũng chết rồi, hồi đúng rồi bắt gắn hai ông luôn. Còn đang lên đó. Đang trong á. Thôi giờ bắt lông chim này. Đâu? Chim con nó đâu? Con nữa coi. Cho khán giả thấy cái chứ. Quá vui luôn. Thằng Thành gió mát, con này con mắt đỏ nè, con này con chằn nghịch nè. Rồi, đây các bạn ơi. 4 con nha các bạn. Nướng ở ngoài trời luôn. Nướng ngoài trời luôn các bạn. Củi cà phê luôn nha. Rồi giờ mình tiến hành sơ chế các bạn. Hít. Con nhỏ cho thử về. Đây, con này đi. Với con nhỏ đi. Con đó đi, con đó đi. Ông làm hai con đó. Ừ. Con này đâm lỗ chịu đó. Cái này có cỏ lóng túi nó khỏe, lựa nó. Ừ thế. Ừ, bài luôn. Con này vặt hồi lâu nè. Con này mình đập nó mình dày đặc hay. Ôi, nóng quá. Ôi, có cái này thui quá. Quá tuyệt vời luôn. Cái này mình thui và ngon hơn mình thui bằng cái kia nè. Rồi các bạn ơi, mình có hai ông anh mới tới chơi nha các bạn. Đấy. Món này vịt miền Tây nướng xíu mũi nha các bạn. Nếu ông cay hả? Ớ kèo rượt mày cái lạ đó uống đấy. Thôi mua đi, đường mua mất chất. Đây, không mình mổ ấy luôn. Mình mổ mổ khô luôn chứ đừng có ấy. Đây. Đừng có dùng được là dùng được. Nếu các bạn thích món này, live stream giùm mình nha. Để đây. Đăng ký. Đây. Tắt nó bỏ đây đi đã hết rồi à. Có gừng bị xả nó nữa. Nó tắt đầy không đấy nè. Đừng có dùng được. Em có ốp cầu thô mà đem cầu thô mình sắt vô mình ốp luôn. Alo, 1 2. Nếu mà các bạn không thấy thì dùng ống tre này hát câu kê luôn. Anh tục chuột này. Rồi mổ ra. Anh dùng lại coi có đủ không nè. Anh này nói đi. Làm hay nè. Con này là con tục chuột nè, con này con nghịch nè. Mổ đi. Giữ từng con coi. Con này còi còi chứ không coi gì. Các bạn nhớ livestream nha các bạn.
mình mổ xong là mình hơ cho nó khô cái máu đó các bạn. Khô cái tiết đó là nó không bị tanh nha các bạn. Con này còn trứng này. Vừa gần đẻ hả? Như chị mình mổ xong rồi nè ha. Rồi. Là mình vừa mổ gia vị để mình vô cái lò tái này, mình nướng. Để dư gọi xì dầu, ớt, tiêu hột. Rồi. Vì bột ngọt, vì dầu ăn. Rồi. Ok. Thì là tắc này, đầy tắc này. Rồi là mình bỏ lên mình nướng, là chuẩn bị mình đầy dẹp nồi lại rồi. Khoảng 15 phút là chín. Cái này to quá, hồi nãy mình xóc đá nó không ra gì. Đúng rồi, to quá hồi lại xóc ra. Vừa đêm quất vẫn còn treo vậy kìa. Hồi đêm này cũng hết 4-5 con anh Sơn. Hồi đêm này 4 thằng chứ làm cũng hết 4-5 con giống này nè, nhưng mà nướng mỏi. Rồi mình vừa vừa mình vô ông Tráng nha. Vậy là khoảng 2 ống hả? 2-3 ống. Không. 3 ống đi cho nó có cái không gian cho chín không? Chứ mình nhét nó kín quá là nó không chín đâu. Chín hơi là càng chín hơi nhiều. Đó có mình chừa một cái khoảng không như là anh Sơn cho nó cái hơi nó lên đó. Chứ mà nó mà chặt quá là không chín đó. Xe là chùa chứ không? Xe mày cái tắt vào trong luôn. Không sợ chua. Rồi. Chua chua ngọt mà. Cái. Chua cay mà. Bữa nay có tiền bối hỗ trợ các bạn ơi. Mình cái món này mình chịu luôn á. Anh Dũng ảnh ở Tây Nguyên ảnh gành mấy cái món này chứ mình miền Tây thì mình ngang nước mình đem mình nướng chui á các bạn. Giống như cá lóc nướng chui. Nhìn hấp dẫn này không biết chín hay sao chứ mà thì còn sống mà thấy ngon rồi đó. Đấy là muốn quất rồi đó. Đấy muốn quất rồi. Không đi có ba ống á. Ba ống. Không còn đây nữa mà. Không. Ừ, chứ nó đầy quá là không chín đâu. Còn ba ống thôi chứ. Rồi chưa làm. Đây. Chưa làm. Cưa thêm ống nữa. Rồi chưa làm ống nữa. Chưa lên ống anh Dũng ơi, ống này bự nữa. Chạy được chị nghĩ. Đu 2 tàu rồi, đu 3 tàu nữa mà. 3 tàu mà đấy nè. 3 tàu còn 1 tàu nằm trên dưới đó, đó nằm trên đó. Để lấy lại nhét vô thôi. Được, cầm này không được. Được thôi được. Ôi các bạn ơi, cái này mà có cái rượu cưng của dân tộc là uống là vô địch nhất. Rồi, cái rượu sâm có được tặng đi mà không uống là rượu cần gì nữa. Rượu được lo thế. Chim không có người thống ơi. Hồi đêm này uống xong tôi là ba thằng đi thăm bảy chim mà tôi là cười muốn lộn ruột luôn. Thông rồi đấy, chắc cười rồi đấy. Chắc vô đi. Không thì ông sợ rắn. Rắn. Còn rắn chết rắn luôn nhá. Ui sợ rắn luôn mới chết á. Cái con rắn trùng mà ông sợ. Dũng. Rắn được đó. Con rắn hai đầu á, đây kêu rắn hai đầu. Trời ơi, cái kêu rắn đen được đó, kêu rắn hai đầu rắn đen cũng đó, cái đầu đuôi hẳn với cái đầu đâu. Cái đuôi đó chứ không biết cái đuôi cái đâu. Đâu. Thì đó thì ở thì mà ở đây mấy người rắn cắn ăn cái chim đi, cắn giống như cái kiến cắn nha mày. Đó, đây các bạn ơi, giơ bộ có lượng ha. Này. Lạ mau. Rồi. Đây các bạn. Đây các bạn ơi, đẹp không các bạn? Quá đẹp luôn. Đây các bạn, cái món này là từ xưa giờ mình lên trên Tây Nguyên này được 7 năm mà nhưng mà mình chưa ăn nha các bạn. Bữa nay mình mới được có cơ hội ăn nha các bạn. Quá đẹp luôn chưa? Anh Dũng này đúng khéo tay nha. Đây các bạn. Này, giờ mình gạt vô. Mình gạt vô rồi xong là mình trớ. Còn khoảng 5 phút là mình trớ lưng. Đó. Rồi đi rửa tay cho anh đi. Rửa tay. Quá đẹp luôn. Quá đẹp luôn mấy bạn ơi. Được lại. Giờ nóng dữ anh Dũng.
cây củ đinh lăng nha các bạn. Hiện tại giờ là rất kỳ là quý, giống như nhân sâm vậy đó. Nãy lỡ nói sâm rồi giờ anh nói đinh lăng là sao anh Trân? Không, tại vì lúc nãy cái hũ kia mình nói nhưng mà nó chưa tới, giờ là mình mang cái hũ này tới. Không ơi, bây giờ cái lá nào sạch là để mình hồi mình đổ đồ ăn ra luôn á. Rồi rồi con đi chứ. Hả? Còn cái nào lên bỏ đây rồi đó. Không, mình đi ông ta rồi mình ăn từng ông rồi hết nọc rồi nó hấp chân chứ. Rồi bây giờ mình trải trải cái giấy ra đi. Đúng rồi, ông trẻ rồi luôn đó hả? Đây nè. Ông đã thiện anh Tây Nguyên anh heo nộng chứ hả? Hết. Ông thứ hai nha. Anh heo nộng. Không, cái này mình đổ ra hai ống thôi. Hai ống thôi, mình chưa là hai ống để cho nộng trong á. Con vui. Hả? Con. Đúng rồi, em thấy một ống sợ ít dữ vậy. Con miệng đúng á. Đổ nước kìa. Trời ơi. Cái nước. Đổ cho đi, lắc 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 đi. Cái nước đó mới ngon lắm vậy. Cọc cơm gọi là. Hả? Thấy cơm nộm nó nữa là ít ngày, chán như nước này là cũng bay luôn á. Anh lên đây 7 năm mới ăn được cái món này tèo. Tèo xoan bứng vào cái chạm mồ đây luôn cả. Bên thân khấu hai hộp vậy này. Bên thân khấu hai hộp. Vậy nên cái thân khấu hai hộp vậy đó. Cái này mới một chắc lâm ga lâm đô lâm gì thôi. Bỏ đây ngồi đó nên cái đó chắc đùa chứ ngồi. Lượng 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 lông tạo không bằng ngon bằng cái này. Giấy còn nhiều mà ông không, anh ngồi lên lá chuối nó dính đây nè. Quá chừng nè. Không không còn không. Không. Làm một cái đèn này sáng dữ thiệt. Cái đèn này đèn led nè anh Sơn. Mặc không hả? Nghe mùi dừa. Còn anh Dũng, đừng để sót cục nào nghe anh Dũng. Thịt này mà thịt rừng mà sọt sao được. Mời tất cả mọi người vô nhập tiệc cùng mấy anh em mình nha các bạn. Xây xây vòng luôn đi, xây cái này cho đúng. Làm mồi. Làm mồi tèo. Tèo làm món này thử coi, anh đó giờ anh chưa ăn món này nữa đó. Rồi. Xin mời các bạn. Đây là có cái mồi này cũng ngon ngon. Có cái quý. đặc sản Tây Nguyên đấy. Mời anh em nhập tiệc cho vui. Ngon không? Quá đã. Thơm nè. Cho tôi hả? Quá đã, quá đã. Đâu anh. Làm anh cái coi. Rồi. Làm cái. Xin anh em nha. Làm cái đuôi. Ui cái đàn. Cái đuôi đó là đuôi chim cuốc. Mình quá ngon quá không? Làm miếng nữa. Sao ngon không? Ngon nhỉ. Mình chưa, chưa ăn được nữa rồi. Mình nãy giờ chưa được ăn nha các bạn. Giờ tới mình nha các bạn. Là lên thế chứ. Đâu, làm thử cái coi. Tao nó có điêu đi. Còn cái đó. Cái cục nào cũng được, yêu cầu chim thôi mà. Lá chim là cục nào cũng ngon phải không? Cái đùi nằm bên ổng kia con, ổng bên kia nằm bên kia rồi. Thôi khỏi đùi đi. Cái hàng cái trướng á. Đây. Ờ đây quá tuyệt vời rồi. Con đây là con chuột chuột đó. Thôi bây giờ mình mới được ăn nha các bạn ơi. Mời tất cả mọi người nha. Đây đây các bạn. À đây mấy anh chấm ngày chén xì dầu, lúc xì dầu nha các bạn. Đây cái đùi nè bạn. Ôi. Nhìn không mà đã thèm rồi các bạn, mình không biết ngon không chứ mình nhìn là đã ngon nha. Đây chấm cho các bạn, chấm nha nha. Đây. Bỏ vô là cặn kiểu cái sốt cái đó ngọt đà lắm. Thôi. Đây chấm vô cái gì. Thôi. Mời nha, mời tất cả mọi người nha. Ngon à. Ngon, nó mềm nó vừa ăn luôn nha. Wow. Thơm, mà thơm. Thôi các bạn ơi, cái clip mình đến đây là mình xin tạm dừng nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn clip sau nha. Nếu các bạn thấy yêu thích thì hãy đăng ký và like cho mình một like nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn clip sau nha. Thôi chào tạm biệt các bạn nha. Hẹn gặp lại nha các bạn ơi. Bye bye. Bye bye.